Dạ. nợ cũ nợ mới vậy đòi cái một Dạ, nghiệp cũ chứ nghiệp mới đâu vậy phải đòi dễ cái đâu. một ha. Đó. Thì mình thấy đó, cái sự việc mà mình thấy nào nào thiên tai nè, chiến tranh nè, thì chiến tranh nó xảy ra rồi thì con người nó sẽ bệnh hoạn, thấy vũ khí hạt nhân mình nó tung ra rồi cái là nó là bệnh, là vũ khí sinh học đó, là virus này kia đó, chứ đâu phải vi trùng vi vọng đâu, đó là chỉ phần nhỏ thôi, mới có hé thôi đó nha. Nữa sau rồi là thầy nói là bệnh dị kỳ khó kể là đó đó, là không có nói trời Phật nào cứu nổi nha. Là không tu là kể như là nó chết nhiều cái ghê hồn đó, chứ không phải bình thường đâu. Rồi tới đói khổ một cái nữa là sàng lọc cái là hết luôn, giống như cái cây ở trên, cái trái trên cây vậy, bắt đầu nó tự đơm bông rồi kết trái rồi nó già già, gió mái rụng rụng rồi tới chín rồi vô lòng rồi thầy nói, rồi cái tới hái rồi còn phải bị rớt lòng rồi đó, sàng khảy mà 10 hết 7 còn 3 rồi hết 2 còn có 1, mà trên cả thế giới này cứ có người 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 nhiêu nhiêu vậy đó, tím tím đầu người vậy đó, thì sàng lọc lại coi được bao nhiêu để làm người dân Phật quá thì thôi. Thành ra mình được ưu tiên con cái là mình ở xứ Phật, nói cho mình không có bị những cái ảnh hưởng giống như các nước nó bị, Là do ở mình đất Việt à, Nam mình tu nhiều quá hả chú mà Bạch? có những vị Phật ra đời, với lại mình biết chia cơm sẻ áo, nó giống như bệnh dịch thời kỳ rồi á, ai đói khổ gì không biết, mình ở đây cũng ùn ùn mình đem đồ ra tiếp tế, mà nhất là phần vô vi ở trên tôi nói bằng sự thật là người ta chấm điểm ở bên phần mà công tác xã hội đồ ở bên thầy nhiều lắm, vì nói gì nói anh tu anh nói trên trời dưới đất gì không biết, nhưng mà chứng minh là anh biết thương người mến vật là được hả. Bởi vì thường thường ta nói nếu thiệt người mới biết thương người, bị hồi thời gian đó tôi bằng nói bằng sự thật, bữa nay tôi không giấu giếm đâu, thời gian rồi tôi ẩn tu ở Tà Lan đấy không, khi mà xuống rồi mấy ông mở con mắt thứ ba tôi thấy đó là tôi mới khủng khiếp, tôi mới sợ, thấy không có con người đâu, xuống tại chợ Campos rồi là dòm thấy là đầu người mình thú rồi, đầu thú mình người gì đâu, không mang lông đội sừng không, mà cuộc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Thí Dũng Thái mới chào tất cả vị. Ngày hôm nay Thí Dũng đi núi cùng với cư sĩ Thành Hậu để tìm đến một nơi ẩn tu của một vị cư sĩ, đó là chú Ba. Ngày xưa chú Ba cũng tu ở trên núi Tà Lân và dãy núi Hy Mã Lạp Sơn vậy. Thì hôm nay chú Ba đã về vùng Tắc Sơn để mà ẩn tu như này. Thì hôm nay Thí Dũng đến đây để nhờ chú Ba chia sẻ đôi điều về đạo pháp. Thì ngay sau đây Thí Dũng xin mời vị chúng ta hãy theo hành trình của Tiến Dũng và Thành Hậu để lên núi tìm chú Ba cư sĩ nhé. Xin mời tất Đây cả thưa quý vị. vị, và đây là con đường chúng ta đi đến nơi am cốc của chú Ba, một vị ẩn sĩ ở trong một khu rừng vắng vẻ đó vị. Chúng ta thấy nó rất là u tịch nha. Đó. Con đường mà đi lên đây rất là trắc trở, thậm chí xe Honda ôm mà chuyên chở khách đi núi này kia đó. Chạy con đường này cũng cảm thấy là hơi khó khăn với các anh chị. Chúng ta sẽ đi bộ đi xuống để tìm đến nơi ăn cắp của chú Ba nha. Đây, đây là một con đường đi. Phía sau lưng là tu sĩ Thành Hậu. Đó, Thành Hậu đang đi phía sau. Thì sao Thành Hậu thấy con đường này sao? Đi tìm chú Ba. Dạ. Một vị cư sĩ ẩn tu. Ẩn tu ha. Ẩn tu ở trên núi. Dạ. Rồi Thành Hậu cũng cùng với sư huynh Tiến Dũng. Chú Ba này rất là đặc biệt, đã đi đến Mây Dịch Ma. Đi đến Hy Mã Lạp Sơn. Dạ. Chú đi cũng nhiều nơi ha. Đã có tu trên núi Tiết quý vị. Dạ. Rất là nhiều nơi. Sau đó thì chú tư trở về Tà Lơn. Chú đã tu lên khu vực Tà Lơn rất là lâu. Dạ. Đầu tiên hết của ngày xưa. Con đường gì mà chú Ba ông ở trên này, ông lớn tuổi rồi, ông chạy xe sao được hay vậy ta? Là Đức Phật chồng đồ với Đức Bổn Sư đồ với Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thì những cái gì đó ai cũng công nhận ổng là một vị Phật xuống để cứu giúp nhân loại chúng sanh trong cái thời kỳ mà ập pháp này rồi. Cái đó là ai cũng phải thừa nhận. Nhiều khi nước ngoài nó nghe những cái mẫu chuyện bên thầy, nó tưởng đâu là mình hư cấu hay là chuyện thần thoại, nhưng mà sự thật là người thật việc thật,
có tên Thổ Đình hay An Hòa Tự rồi, người ta cũng xác minh những người lớn tuổi còn lại trong cái thời kỳ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Người ta cũng biết là ở làng Hòa Hảo cũng có một cái vị mà Lâm Phạm Độ Thế để mà cứu giới chúng sanh trong cái thời kỳ mạt pháp này, ngày ngày ra năm 39 để làm đạo đó, tới năm 47 thì giống như hết nhiệm kỳ ngày đó ra đi, thì ai cũng đã biết. Còn vấn đề của cậu hai đó thì ngài cũng là một cái vị đại đệ tử của Đức Phật Thầy. Ngài cũng có cái sứ mạng bổn phận để chu du, để truyền bá. Bây giờ nó đã ra cả thế giới là vậy đó. Thì nhiều người thì có cái sự mà chỉ biết là ví dụ quy y của cái vị nào thì chỉ biết vị nấy thôi, dựa theo sấm giảng của thầy thì nói vậy. Nhưng mà sự thật là ai cũng có cái sứ mạng và bổn phận khác nhau, không ai giống ai. Ví dụ như cái vị đó là được mượn lệnh để làm gì trong cái thời kỳ giống như tổ, để mà truyền y bát cho ngũ tổ, truyền cho lục tổ vậy đó. Ngài cũng biết là cái cơ duyên nó chưa đến rồi ngài còn đậy nữa. Rồi hỏi chứ Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng đâu nói cậu hai là gì đâu. Giờ mà cậu hai cũng qua bển cũng không có tự xưng là gì. Nhưng mà dựa theo cái kinh giảng thì mình nói cái kinh giảng, nhưng mà sự thật đó là sấm giảng. Sấm là cơ, giảng là dạy cho người đời để hiểu. Rồi trong cái sấm giảng đó nó có cái cơ quyền. Mà bởi nhiều khi thầy cũng ứng dụng cũng khéo. Thay vì ở trên đó, ngài đã biết cái cuộc diện xuống đây để mà độ chúng sanh trong cái kỳ mạt pháp như thế nào, nhưng mà cái cơ thì không nên lộ. Nhưng mà ngài lấy cái danh hiệu mà ta nay khùng nọ điên kia đó. Thì thường thường mấy cái người mà khùng điên nói đó thì đâu ai bắt lỗi được. Huống gì ở cõi trên, ví dụ như cấm cản cỡ nào đi nữa, nhưng mà lực thiên điều của cha thì không bắt tội những cái người mà khùng điên nói. Nó ứng dụng vậy đó, nó khéo trong cái dụng của người tu mà. Thay vì người tỉnh thì nói là lộ thiên cơ, phải không? Còn cái người khùng điên thì nói không sao. Cũng như cái mẫu chuyện mà hồi thời kỳ mà bắt lính vậy đó, có một cái vị cư sĩ đó đang ngồi dốt nang vậy đó, có người rượt đuổi theo để mà bắt quân dịch, rồi cái hỏi tại sao mà tự giờ ông ngồi đây chứ ông có thấy ai chạy ngang không? Mà cái người tu sĩ mà ví dụ có chỉ thì thiệt cho người kia, còn ví dụ như mà nói không có thì nói dối, sao thành ra ổng dội ứng là đứng vậy nó tự giờ đứng đây tôi không thấy. Cái đó là cũng cái khéo trong cái cách nói, thì thầy nó cũng ứng trong những cái vấn đề mà phải nói làm sao để mà cho chúng sanh hiểu được cái cơ quyền để mà thức tỉnh, để mà tu mà không bị phạm dưới lực thiên điều của cha ở trên, cha Ngọc Đế trên. Thì trong cái quân này nó cũng vậy. Thí dụ như giờ tôi nè, thời gian trước đó, thì tôi cũng có chia sẻ với tất cả các huynh đệ, nhưng mà không có lên YouTube gì. Thì tại vì cái thời kỳ đó là nó chưa có công nghệ, với lại hai nữa đó. Thì giống như giờ tôi lớn tuổi mà giờ tôi đích thân mình đi đó thì nó mệt mỏi đi. Thì nhờ những cái công nghệ thông tin bây giờ, thì nhờ như vậy đó là em Út rồi chia sẻ lên trên cộng đồng, và những cái người mà người ta hiểu về cái đạo đó, cái Phật pháp như thế nào, mà bây giờ mình muốn chấn chỉnh lại cho nó đi cho nó đúng cái hướng, dưới này nó không có sự lầm lạc trong cái vấn đề mà thầy có nói là trong bát chánh đạo và trong cái mà tứ diệu đế để về cái người hành đạo tu đó. Thì trong cái chánh bát chánh đó thì nó có chánh tinh tấn, và mình phải chi kiến hiểu được đúng sai để mà mình đi cho nó đừng có lạc. Chứ còn giờ thì ví dụ như cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này thì nó nhiều vấn đề lắm, mình không thể nào mà mình cái không có cái chi kiến của và cái trí huệ của người tu mình nhận thức được đâu. Nó giống như bây giờ mấy huynh đệ mình có đi ra quay rồi đó, mình thấy đó, bây giờ có một số những cái căn mà mình đâu hiểu ở căn cơ từ đâu, mà tại sao mà xưng
nào là Phật Tổ hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Mẫu Mẹ hay là tất cả các quý vị thế này thế nọ. Thì trong sám giảng của thầy có nói quốc độ nào người ta trở về quốc độ nấy, thì cái thời kỳ này đó là thời kỳ cái giai đoạn của nó. Chứ còn cái giai đoạn mà thầy xuống đây để mà mượn những cái phần để mà ra độ chúng thì bây giờ thầy đã ra đi hồi năm 47 tới giờ rồi. Thầy chẳng qua thí dụ như có thương xót những cái phần linh căn linh tử nào đó thì thầy cho những cái đứa trẻ xuống để cho nó đừng để ý nữa thôi. Chứ còn những cái bậc mà lớn lớn mà xuống đây đó là nó biết, nó khảo lắm, chịu không nổi. Thì huynh đệ mình cũng hiểu rồi đó. Những cái hàng giáo chủ hay là những cái bậc mà có sứ mạng xuống đây rồi đó, người ta đâu có làm gì đâu. Nhưng mà tại vì cái quốc độ nào vậy, có chánh thì có tà, rồi có ma, có Phật, có Phật, có ma. Nó xuống để mà nó phá đạo thôi. Chứ mấy ông đâu có làm tình làm tội đâu. Mà khi mà xuống rồi nó hiểu rồi, thiên ma ba tầng nó hay lắm. Nhích nhà hào nó sang nhận lý, nhích một ly đi ngàn dặm liền. Nó biết, nó khảo lắm. Nhưng mà cái công việc của mà các ngài làm đó thì các ngài biết thôi. Ví dụ như ngài vận dụng như thế nào và phải ứng phó thì sao, làm như thế nào để giữ được cái thân. Thì trong cái giai đoạn ngài từ bi á, để mà trưởng dưỡng được cái thân cho nó được lâu dài á, thì giống như Đức Phật ngày xưa hay là Chúa Giêsu. Rồi sau này tất cả các vị lâm phàm đó thì mỗi người ai xuống đây cái cơ và cuộc diện ở trên ta cũng có ứng cho mình biết hết, chứ không phải không biết. Cũng giống như cái đường đi nước bước á, cũng giống như tôi bây giờ, ví dụ như trong trường vô vi tôi đi ra thì bây giờ ở trên người ta cũng cho mình hiểu mình phải làm như thế nào để mình giữ được cái thân. Nói với tu mà để mà lấy được cái thân không phải dễ đâu. Đã có cái thân này là khó rồi, mà bây giờ muốn lấy được cái thân này để mà làm công việc nó lại khó nữa, chứ không phải dễ. Những người mà bây giờ mà nói tu á, chứ nhiều khi thấy nó đơn giản vậy chứ không phải dễ. Mặc dầu cái thời kỳ này bây giờ là tu nó đầy đủ, nó không có thiếu thốn gì, cái vật chất phương tiện gì cũng có. Nhưng mà nó khó con cái là bị gì á, xanh quanh mình đó, địa tiên là những cái sử dụng mà xanh quanh mình hiện có bây giờ nè là của địa tiên không. Mà mình tu mà mình dính vào là mình khó thoát ra đó. Nội cái người tu đây nè mà muốn ngồi tham thiền đó là nội cái từ trường của nó phủ không đây mà mình còn điên đảo rồi đó. Bởi thường thường tôi mới trốn nơi cái chỗ nào mà nó không có cái mạng với cái sóng này là nó mới khỏe người. Tại vì cái lực của mình nó bây giờ nó cũng ổn rồi, nó cũng mình có biết cách hóa giải khi mà bệnh hoạn nó đỡ đó. Chứ một lần là tôi trốn đâu mà đâu có bao giờ mà tiếp xúc ai với ai nổi đâu. Mà hôm trước Tết tới giờ gồng gái vậy đó. Rồi khi nào mà cực chẳng đá mà bệnh quá thì tôi có một điểm nữa, tôi chạy về tôi dưỡng dưỡng cái thân rồi mình tự mình hóa giải thôi. Chứ ngày xưa thì Đức Phật ngài tu bởi ngài đi xuyên suốt 49 năm được. Tại vì hộ Phật có, hộ Pháp có, hộ Tăng có. Thì kỳ rồi tôi cũng có chia sẻ phần này cho về trên những cái clip rồi đó. Thì hộ Phật là gì? Là những người mà đi theo với Phật, chia sẻ được với Phật gọi là hộ Phật. Tức là mười mấy vị đại đệ tử của Đức Phật ngày xưa đó. Cái cõi nào của Phật độ không được thì đệ tử của Phật cũng có cái bổn phận và có cái lực để mà độ cái cõi đó được. Giống như dòng họ Thích mà tại sao Phật Thích Ca độ không được mà Xá Lợi Phất Ca Diếp đồ độ được. Thí dụ gì? Đó. Thì có đệ tử tiếp là gọi hộ Phật. Còn hộ Pháp đó là khi mà đi ra mình truyền Pháp và mình lo hợp Pháp chấn hưng đó là cái người lãnh đạo của đất nước này, vua chúa là phải đệ tử của mình hay là người tín ngưỡng về tôn giáo mình mới làm được. Còn khác đạo hay là không tín ngưỡng rồi ông này là gian dâm, là không lo thương dân mến nước rồi, thì không hiểu đạo đức rồi mình muốn truyền pháp nó cũng khó. Rồi còn hộ Tăng thì giờ đi ra rồi là có người cúng dường hay lo lắng cho Tăng chỗ ăn chỗ ở hay là y áo, tức là cúng dường Tăng, nó gọi là hộ Phật, hộ Pháp, hộ Tăng. Thành ra khi mà đắc được cái phần vô vi này mấy ổng cũng nói cho mình rõ là nếu mà con đi ra mà con
có sứ mạng bổn phận rồi mà con ra, mà con solo mình nó không có đủ ba yếu tố này đấy, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đó, thì không làm nổi đâu. Bởi vì sau này là cha sai Chúa Giêsu xuống cũng vậy, cũng mình nên ổng làm đạo, tối sớm về ổng cũng chống gậy về về núi, rồi tất cả các chị mà Đức Lý Tiên Trưởng bên Phái Cao Đài, ông Đức Hầu Pháp cũng vậy, rồi bắt đầu tới Đức Phật Thầy xuống, rồi mượn mấy ông Đức Bổn Sư rồi chùm rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ rồi cũng đâu chịu nổi đâu. Ông nào nấy cũng 5-7 năm là dữ lắm rồi, vốn không có nhiều, với lại hai nữa lòng từ của mấy ổng thì xuống rồi thấy thương xót rồi, giờ con nó thiếu nợ bạc tỷ rồi, mình có bạc trăm rồi đâu có đủ sức chung đâu. Đó. Bởi cái lực vô vi á, là mình hiểu rồi là mình mới biết, còn mình không có hiểu rồi, như mấy người mà tu hình tướng đó, ta muốn gớ ai muốn làm gì đâu có nhúc nhích gì đâu, nó không có ảnh hưởng. Còn ở bên này thì nó khác, họ không có nói nó chơi được mà mình nói khơi khơi được. Rồi chẳng qua trong cái thời gian gần đây đó là tôi được phép là lên YouTube để mà chia sẻ nhờ và những anh chị mình mượn cái công nghệ này để mà mình chấn chỉnh và mình chia sẻ những cái gì mà trong cái giai đoạn mà tôi đã trải nghiệm qua và mình đã hành trì. Nói cho tu nó đâu phải là nó sung sướng gì đâu, nội cái người xuất gia đi, nó vô phải chịu giới lực làm sao, rồi phải thọ trì sao, rồi kinh kệ phải thuộc sao, rồi phải có người mà người ta coi mình đủ đức hạnh người ta mới giới thiệu vô để mà thọ giới xuất gia. Thì nội cái xuất gia nó đơn giản là hữu tướng thôi mà nó còn cả đó, chứ đừng có nói là về phần vô vi tôi mà tu mà được tiếp xúc với vô vi, rồi vô vi truyền đạt những cái gì mà có thể nói là trong kinh lực không có. Mà bây giờ tôi đem ra tôi chia sẻ đó thì bây giờ là cũng có một số huynh đệ và những cái phần căn cao người ta đã nhận thức được, người ta biết rồi đó. Ta quay về đây người ta tìm và người ta hiểu được. Thì cái đó là gọi là pháp thí, là công đức vô lượng mà. Tôi ở đây thì nói chung là nhiều khi á, mới đầu thì nhiều người ta không hiểu thì người ta cho là ông này cũng giống như mấy ông kia thì học hành hay là cái gì đó, nhưng mà sự thật tôi không có học. Tôi nói bằng sự thật, tôi là dân kinh doanh làm ăn từ nhỏ tới lớn, thì nói ngay mình cũng có gốc gác ông bà có tu truyền thống, thì ông nội cũng có tu, rồi bây giờ em út cũng xuất gia, rồi tôi thì tại vì tôi nằm bên thằng vô vi bên đây thành ra tôi không có nương với chùa, thời gian thì tôi cũng ngang bướng lắm. Cũng qua những cái clip tôi chia sẻ đó, tôi cũng không có tin. Thành ra nhiều khi cũng làm cho tôi cũng gặp nạn đồ đủ thứ, chết đi sống lại hay là làm sất mất sang quan, rồi tiền của hết không còn cái gì hết trơn. Tới chừng đó mình mới ngộ ra, rồi mình quay lại con đường này đó thì bắt đầu vô vi mới dẫn về Tà Lân. Nhưng mà mình vào trường lớp mình tu tập rồi mình mới nhận thức ra được. Bởi hồi xưa mà nghe nói Đức Quỳnh Giáo Chủ ông nói câu mà mùi đạo đức mà nếm rồi ngon tợi gỏi nem, mình đâu có hiểu đâu. Nói ủa sao mà ông dí, sao mà mùi đạo đức mà sao mà nếm ngon tợi gỏi nem là gì? Ông lấy giống như thử cái thức ăn của thế gian mà gỏi nem là nó ngon vậy đó, nhưng mà mình không hiểu cái ý nó sâu. Nhưng mà khi mình nếm rồi mình thấy thật sự cái người tu mà nó đã trải nghiệm qua rồi và mình có cái công tu tập và khổ luyện rồi, mình hành trì rồi là cái cửa tâm mình mở, gọi là khai đại trí huệ, rồi mình mới thấy. Cũng giống như nhà đóng cửa, khi mà mình mở rồi là đồ vật bên trong thấy hết à, không phải giống như bên tiên mà tu luyện gì chứ. Cũng giống như Đức Phật ngày xưa, Ngài đi tìm muôn pháp, nhưng mà khi Ngài đặt cái lời đại nguyện, Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề, Ngài đặt lời đại nguyện, ừ, nếu mà không thành đạo, quyết không rời khỏi cội Bồ Đề thì rõ ràng 49 ngày Ngài ngộ đạo. Rồi Ngài đi làm để mà quảng bá chúng sanh 49 năm. Thì mình thấy cái con đường đạo đó là chỉ trong một gang tấc thôi, thì giác với mê. Từ cái mê mà mình ngộ ra rồi là nó giác. Còn từ cái giác mà mình không ngộ ra thì nó cứ mê hoài. Thì cái đạo Phật là đạo giác ngộ, không có xúi ai mà không có rủ ghen ai.
tự động mình có cái, bởi thường thường ta hay nói cái duyên là đúng, tại vì nó nhiều đời nhiều kiếp mà hội đủ nhân duyên, thì giống như chùa khóa chữ, chùa khóa số nó bật là bắt đầu là nó sẽ mở cho mình. Dạ thưa chú Ba, thì nãy giờ con nghe chú Ba nói về cái pháp mà vô vi mà chú Ba đang hành đó, thì chú Ba có thể chia sẻ cho nó rõ hơn về cái pháp mà chú Ba hiện giờ đang hành, pháp vô vi là như thế nào? Có phải như là Đức Thầy đã nói là đạo vô vi của Phật An Cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước hay không, hay là cái pháp nào của chú Ba đã tu tập và cảm nhận được trong cái sự hành đạo của chú Ba đó? Chú Ba có thể chia sẻ nó rõ hơn về cái pháp mà chú Ba đang hành đó. Con cũng đang muốn nghe chú Ba nói. Thì nói đúng ra thì cũng giống như cái lời Đức Huỳnh Giáo Chủ nói, là Đức Huỳnh Giáo Chủ ổng cũng dạy cái pháp vô vi nha, thấy bàn thờ Tam Bảo để đơn giản không thể hiện hình tướng thì mình đã hiểu rồi đó, nó phải trở về cái tâm. Thường thường cái người mà tu mà lấy cái tâm làm gốc và lấy cái tâm làm chủ là cái đó là vô vi thôi. Bởi vì trong cái thức của con người của mình đó, khi mình gợi lên cái thức đó là bắt đầu là nó trỗi dậy được cái vô vi liền, tức là nó không còn mê. Mà con người mình mê đó là mình còn chấp rồi cái ta rồi cái gì nó nhiều lắm, tại vì cái đó nó thuộc về cái hình tướng bên ngoài. Mà thậm chí tới những người mà lấy cái giáo lý của thầy tổ ra mà bây giờ mà chưa có chi kiến được thì cái đó nó cũng còn là cái hình tướng, nó cũng chưa đi thẳng vào cái tâm mà thầy đã dạy. Nội cái thầy cho cái chuyện thờ cúng vài bát đủ thứ hết trơn là nó trở thuộc về cái tâm rồi đó, nó đi thẳng về vô vi chứ không phải là cư sĩ đơn giản đâu. Bởi vì thầy nói cái căn cơ của chúng sanh cái thời kỳ mặt pháp này đó là không có đồng nhất, tại vì không có ai mà giống ai. Là khi mà lấy cái giảng của thầy ra rồi là cứ việc cái căn cơ của mỗi người đọc vô đó rồi cởi căn cơ nào thì hiểu theo căn cơ nấy để mà hành thôi. Thí dụ như cái người mới bước vào đạo thì mà nói chung là thầy cũng khéo. Thí dụ như giờ giống như những cái hạnh xuất gia hay các vị tổ thầy khác mà nói ừ mày đi theo tao tu mày phải ăn chay trường hay là thầy mấy giới mấy trăm giới hay là mày phải bỏ vợ bỏ con giống như Từ Phụ Thích Ca ngày xưa thì không ai làm được. Thành ra cái thời mặt pháp này thầy nói là giống như giờ trả tứ ăn, hay là nói chay bốn bữa lấy ấy là quy tắc. Rồi lần lần cái tập trường chay cúng sức trao dồi giống như đi từng bước vậy đó mà. Thì tu rồi bắt đầu mình vô mới đi học thì mẫu giáo y tờ ít, rồi lần lần mới học mấy chữ cái rồi gấp dần. Chứ giờ phóng vô mà đưa tờ báo sao biết đường đâu. Thì cái đó là cái căn cơ của mỗi người không đồng nhất. Thầy ra cái giảng kinh là nó phù hợp với cái chúng sanh bây giờ là vậy. Còn như những cái tạng kinh lực ngày xưa của Phật đó, thì cái nghĩa là mình hiểu gì đi. Kinh là gì? Kinh là khi đọc ra rồi giống như bây giờ dịch ra tiếng Việt đó. Một thời nọ thấy Tôn An Trụ này kia thì kể lại cái thời kỳ Đức Phật tu làm sao và thành đạo làm sao. Mình coi theo đó để làm, gọi là kinh nghiệm. Lực là giới lực. Khi mà vào cửa nhà Phật rồi đó là hiểu được nhân quả và tin theo đạo Phật tu đó, thì phải nhìn giới lực. Vì đạo Phật mà không có giới lực thì giống như nhà không có cửa đó. Là phải giữ giới lực. Lực là khi mà mình hiểu được rồi mình suy ra rồi mình làm theo. Thành ra nó khó hơn cái bên giảng của thầy. Giảng của thầy giống như giờ ông thầy giáo ông lên trên bục giảng mà ông ra một cái bài toán đi. Thì ổng giảng ra tức là ổng gợi ý rồi đó. Được 80%, còn 20% nữa là bắt đầu mình giải ra được liền. Là dễ hiểu lắm. Bởi vì ra thơ Lục Bát, xong thất Lục Bát, thất ngôn, tứ tiệt đồ là nó dễ. Đọc cũng dễ nữa. Chứ nó không có phải như kinh Âm Ba Ly hay là bên kinh Đại Thừa này kia đọc ra rồi nào mà nạc mô tại sao, Phật cầu quanh tô a rác, tô sa ma sa út tại sao này kia đồ tùm lum, mình không hiểu. Còn bên này thì cứ việc đọc rồi ngồi trên đỉnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời đồ nói chắn ra trang luôn. Ngày hồi đó ngày cực khổ tu làm sao rồi tìm phương pháp để mà giải khổ giải nạn với chúng sanh sao, ngài kể ra hết, nói thực tế với thế gian, lấy bản thân của ngài ra để đấu chứng.
Bởi vì thành ra kỳ này mà mình thấy Ngài nhắn nhủ vậy và Ngài khuyến tán ngày này nơi tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, Ngài nhắc nhở là giống như kỳ này là chiến đầu chót rồi. Yeah. Mà mình không gắng cố gắng nữa là lạng hoạn tiêu hồn theo khác đó. Tôi thường nói là cái kỳ này không còn chuyển kiếp luân hồi nữa đâu. Bị kỳ ba, kỳ này lặp lại lời Thượng Lai Thánh Đức rồi. Là người dân Phật quốc, người hiền không rồi. Người con của Phật không rồi, đâu có còn côn trùng cò bay mái cửa gì nữa đâu mà phải chuyển kiếp đầu thai nữa. Kỳ này mà bảo đảm chúng sanh mà không thức tỉnh ngoài đầu như nghe lời thầy tổ nói đó, kỳ này mà không tu rồi lo mà hưởng thụ rồi nghĩ rồi có tiền của lo ăn chơi rồi không chia cơm xé áo, không làm công việc gì để mà bớt cái nghiệp quả của mình thì không còn sát thân trở lại kiếp này nữa đâu. Tôi bảo đảm luôn. Tại vì kỳ này thầy nói là giống như chiến đò chót này. Đò chót. Thì nói tóm lại cái vô vi đó thì nói chung nó đi vào cái tâm thôi. Là mình không có tin tánh nè. Và mình không có đức tin. Tôi đó tôi thiếu đức tin thì tôi đâu có tìm được cái con đường vô vi để tu đâu. Mình chí quyết giống như bây giờ làm ăn kinh tế cũng vậy. Nếu mà mình thất bại rồi mình buông bỏ cũng giống như thầy nói gặp sâu bọ rồi ngẩn bỏ giống hay sao vậy đó. Yeah. Thành ra mình phải quyết, ví dụ như cứ việc ngã đứng lên. Và cái nghiệp quả của mình đó, khi mình tu nó phải khảo dữ lắm luôn. Cái nghiệp thân của mình đó là nhiều đời mình đã gây tạo rồi, mình giết hại hay là mình gây nghiệp không biết bao nhiêu, mà bây giờ kỳ này đó là thầy nói đại ân xá rồi. Nó là nhẹ lắm, cũng giống như tù nó ở mấy chục năm không biết, bây giờ ở 5-10 năm rồi nó được xét vào cái vấn đề ân xá, 5-10 năm nữa nó vẫn về được bình thường. Thì cái kỳ này thầy nói là cái ân xá nó cũng giống vậy, hồi trước gây tạo gì không biết nhưng bây giờ mình tu là kể đó. Dạ, tu là ân xá ha. Ân xá rồi đó. Dạ. Thành ra nó khỏe cho mình. Tôi thường thường nói hoài bây giờ mình chuyển kiếp lên kỳ này nè, trí huệ minh mẫn nè, không khùng điên nè. Trong lục căn của mình, tai mắt, mũi, miệng, thân ý mà trong cái sáu căn mình lành lặn nè. Mà trở lại thân nam như gì là mình được 50% rồi đó. Rồi bây giờ mình biết được con đường Phật Pháp nữa là được 30% rồi đó. Là chỉ còn có 20% nữa là mình đới đích rồi. Yeah. Mà mình không tu nữa. Thật là nó uổng cái thân vô cùng luôn. Nếu mà trước này mà mình mà không tu nữa thì cái linh hồn mình nó sẽ đi về đâu hả chú ba? Nó thành cho bụi chứ không đi đâu. Gì hả? Chứ không được còn chuyển kiếp nữa. Đâu có còn chuyển kiếp nữa. Bị kỳ này là những cái người mà đã có chết xuống dưới, người ta có đi thiếp về, người ta cũng kể ngục môn mở cửa mà đâu còn xử lý gì nữa đâu. Ngục môn mở cửa hả? Ừ. Tại vì nó không còn xử lý gì. Trong cái thời kỳ mặt pháp này thì coi như là làm tội người lên để... Bởi bây giờ nó mới căng lộn lên tùm lum là như vậy đó. Yeah. Rồi huynh đệ mình cũng thấy rồi đó. Bây giờ nhưng mà mình mà con thấy mà ma quỷ nhập xác là nhiều thì quá đó, chứ ba. Thì đó, mình nói ra thì đụng chạm như người sư thật, thầy có cảnh báo trước rồi, quốc độ của nó mà. Dạ. Bởi vì thời kỳ này là thời kỳ chót, là âm nó thịnh dương nó suy. Âm giống thịnh dương suy. Ờ, rồi thời kỳ mà... trước đây của chú đó hen là nó không có công nghệ như bây giờ. Yeah. Là hồi đó là quỷ ma nó hiện hình, còn bây giờ là thiên ma luôn chứ không phải quỷ ma bình thường nữa. Gọi là thiên ma ba tầng luôn, ma trời luôn chứ không phải là ma bình thường. Yeah. Hồi đó là thời của chú, là hồi đó là chú biết đó, thời trước đây thời bao cấp đó. Yeah. Trước đó là cái miền Tây của mình mùa nước lũ này ai chết đó là đâu có chôn được, thì mấy huynh đệ mình nhỏ tuổi cũng nghe ông bà kể rồi đó. Yeah. Là cái hòm đó sóc chéo để đó, rồi chừng nào nước giật xuống mới kiếm chỗ lắp xuống. Yeah. Mà hồi đó là cái chuyện mà thù quán cá nhân mà chết kêu bằng chặt đầu rồi thả trôi sông là bình thường nhiều lắm. Thấy cây tre mà trôi dài dài ở dưới sông rồi xuống rồi nắm chở lên là 5-7 người ta treo đá ở dưới đó. Thì mình nghĩ hồi đó là để chết cỡ đó làm sao mà nó đi đầu thai kịp hay là chuyến kiếp nổi. Chết quan chết đất nhiều lắm, thù quán với nhau rồi nó chặt đầu rồi nó chém giết rồi ghê hồn lắm, thời kỳ đảng phái mà. Yeah. Thời kỳ đó bởi Đức Quỳnh giáo chủ mới xuống để mà gắn mà hàng gắn rồi quá độ, mấy độ mấy vị mà ba cục năm lửa hai quán đồ lên chặn đó đó. Yeah. Mấy ông ăn cướp rồi đó. Thì mình thấy thời đó nó lộn lạc dữ lắm, rồi đói khổ rồi, nó không phải như bây giờ đâu. Mình bây giờ là sống như đời
tiên Phật rồi đó, sung sướng nó đầy đủ. Nhưng mà nhiều người nhiều khi hỏi tôi, chú ba nhắm đài chừng nào tới này kia, tôi nói chưa đâu. À, mình thấy vậy đó, chứ còn mình còn sống một cái thời mà kêu bằng tột cùng văn minh khoa học dữ dội lắm nữa kìa. Rồi nó mới là sàng lọc ra đó, đặng mà thử thách người tu mà. Thì khi mà nó thử thách để mà coi nó sàng lọc coi được bao nhiêu là bắt đầu nó mới quỷ diệt nè, là cha quỷ diệt đó, là bắt đầu là nó Ngọc Hoàng hả chú ba? Là nó xảy ra bốn cái hiện tượng là mình thấy bây giờ, nó dán màn sơ sơ đó, nào là thiên tai động đất sụp lở gì sóng thần gì tùm lum chân đó, là nó mới dán màn thôi, nữa là kéo ùn nó làm hết nước này nước kia, nó nào tạo nghiệp nhiều thì nó chơi trước ha. Những nước nào mà tạo nghiệp nhiều thì tạo nghiệp gì thì trả quả trước. Rồi nào là bắt đầu là chiến tranh, nó gây hấn nhau, là kỳ này nó không phải giống như những cái đợt mà kinh thiên động địa mà sàng lọc như mấy cái lọc đời như trước mà đất đời sôi rồi nước cháy đồ thiêu rụi con người đâu. Bây giờ là nó bấm nút một cái rồi là ở đâu không biết, đây là ngã lăn ra, kêu bằng giống như trời chu đất diệt để chết ha. Chỉ cần hít cái hơi đó, mình thấy giống như trái khô cay đi. Là không phải là hạt nhân nguyên tử gì không biết, mà nó bỏ ở đâu trên gió, ở đây mình lật rồi. Chưa có nói là nguyên tử hạt nhân, mà sau này thằng nào cũng có cái lò đó, mình biết rồi đó. Nó chế ra đâu bỏ đâu. Rồi thằng này cũng có thủ, thằng kia cũng có thủ, cho nhà hàng nào cũng có nha. Rồi thì cứ việc rồi, mày chơi tao chơi, cũng giống như hồi đó thằng Nhật nó thua Mỹ mấy trái bom nguyên tử vậy đó. Giờ nó còn hẳn, mặc dầu nói chứ hai thành phố nó giờ nó đâu có cho Mỹ bồi thường đâu, nó còn để nó làm chiến tích đó để mà chờ ngày ha. Nó chờ ngày nó, nợ cũ nợ mới vậy, đòn cái một. Nghiệp cũ chứ đâu phải dễ đâu. Thì mình thấy đó, cái sự việc mà mình thấy nào thiên tai nè, chiến tranh nè, thì chiến tranh nó xảy ra rồi thì con người nó sẽ bệnh hoạn. Thấy vũ khí hạt nhân mình nó tung ra rồi, cái là nó là bệnh, là vũ khí sinh học đó, là virus này kia đó, chứ đâu phải vi trùng vi vọng đâu, đó là chỉ phần nhỏ thôi, mới có hé thôi đó nha. Nữa sau rồi là thầy nói là bệnh dị kỳ khó kể, là đó là không có nói trời Phật nào cứu nổi nha. Là không tu là kể như là nó chết nhiều cái ghê hồn đó, chứ không phải bình thường đâu. Rồi tới đói khổ một cái nữa là sàng lọc, cái là hết luôn. Giống như cái cây ở trên, cái trái trên cây vậy, bắt đầu nó từ đơm bông mà kết trái rồi nó già gió mái rụng rồi tới chín rồi vô lòng rồi thầy nói, rồi cái tới hái rồi còn phải bị rớt lòng rồi đó, sàn sảy mà 10 hết 7 còn 3 rồi hết 2 còn có 1, mà trên cả thế giới này cứ có người nhiêu vậy đó. Tím đầu người vậy đó, thì sàng lọc lại coi được bao nhiêu để làm người dân Phật quá thì thôi. Thành ra mình được ưu tiên con cái là mình ở xứ Phật. Nói cho mình không có bị những cái ảnh hưởng giống như các nước nó bị. Là do ở mình đất nước mình mà có những vị Phật ra đời. Với lại mình biết chia cơm sẻ áo. Nó giống như bệnh dịch thời kỳ rồi á. Ai đói khổ gì không biết, mình ở đây cũng ùn, mình đem đồ ra tiếp tế. Mà nhất là phần vô vi ở trên, tôi nói bằng sự thật, là người ta chấm điểm ở bên phần mà công tác xã hội, đồ ở bên thầy nhiều lắm. Bị nói gì nói, anh tu, anh nói trên trời dưới đất gì không biết, nhưng mà chứng minh là anh biết thương người, mến nhạc là được hả? Bị về thường thường ta nói, nếu thiệt người mới biết thương người. Bị hồi thời gian đó, tôi bằng nói bằng sự thật, bữa nay tôi không giấu giếm đâu. Thời gian rồi tôi ẩn tu ở Tà Lan đấy không? Khi mà xuống rồi mấy ông mở con mắt thứ ba tôi thấy đó là tôi mới khủng khiếp, tôi mới sợ. Thấy không có con người đâu. Xuống tại chợ Campos rồi là giờ mình thấy là đầu người mình thú rồi, đầu thú mình người gì đâu không, mang lông đội sừng không. Mà cuộc sống con người giống như cái cuồng phim nó quay lẹ vậy, nhộn nhịp lao sao con người sống hối hả sao, nó đang chạy đua rồi nó đang sao đâu ngộ lắm. Rồi thấy như vậy đó là